Leo Văn Minh, chào anh em và các bạn xem video. Hiện tại là 14 giờ 58 phút ngày mùng 9 tháng 9, tức là ngày 11 tháng 8 năm 2019. Mình lại ra chia sẻ với các bạn về vấn đề khoanh vải, bởi gần đây nhiều bạn vẫn chia sẻ về vấn đề khoanh vải, về thời gian khoanh, khoanh như thế nào. Thì đây là cái cây, cái cành mình làm mẫu từ cái hôm mà chia sẻ video khoanh vải rồi. Bạn nhìn thật kỹ. Đây là mình khoanh còn sớm thì khoanh rộng, rồi khoanh muộn thì nhỏ dần, nhỏ dần và nhỏ dần. Đây là mình vừa mới khoanh mẫu, vừa khoanh lại, tiếp tục nhỏ đến tận muộn nhất thì chặt nhất. Để các bạn nhìn kỹ cái đường khoanh mới của mình. Để các bạn nhìn thật kỹ. Đấy, các bạn nhìn đã kỹ chưa? Thì sau khi chúng ta nhìn kỹ rồi, bây giờ mình vừa đi, mình vừa trình bày về kỹ thuật, thời gian và tác dụng của khoanh vải. Và video này mình sẽ đặt tên video là khoanh vải, kỹ thuật, thời gian và tác dụng của nó để trình bày với các bạn. Thì để đỡ nhàm chán, mình vừa đi thăm vườn mình, có gì mình lại cùng nhau trình bày để cũng đỡ chán. Đây các bạn, trước tiên các bạn nhìn mấy cây vải nhà mình. Đây là cây vải tháng 3 các bạn ạ. Các bạn thử so sánh với nhà nhà mình đấy, nó che kín nhà mình các bạn ạ, rất là mát. Cây này trồng từ 95 94. Đây là một cây vải thiều, gốc vải thiều, nhưng xong mấy cây vải này nó quả nó kém chất lượng. Trong thời gian đấy người ta có ghép vải tháng 3, cho nên mình đã ghép mấy cây và từ mấy cây vải này mình nhân giống nhà vải nhà mình. Thì cái vải tháng 3 cũng gần giống như là thời gian ra hoa ra quả, giống như trong vải ở Tây Nguyên, ở các bạn trong Tây Nguyên đấy cũng cộng đồng thời gian đấy. Nhưng cái vải nhà mình vẫn đang xanh đậm, mình vẫn cho ra một lần lọc nữa nhé các bạn nhé, lọc mình rất là nhiều. Và vải tháng 3 thì nó cũng giống như là vải u hồng ấy, thì chúng ta nên để cây nó cao to lớn, càng cao to lớn bao nhiêu thì sản lượng nó càng ổn định bấy nhiêu. Mấy cái vải che nhà của mình đây, sản lượng bây giờ rất ổn định các bạn ạ. Mình để che nhà thôi, phun nước sâu ít, chăm sóc không có. Các bạn so sánh vải mình biết, các bạn vải thiều mình chăm sóc rất chi tiết cẩn thận. Như cây vải này mình để xanh tùm lên, chẳng tia chẳng gì cả, nhưng năm nào cũng có sản lượng các bạn ạ. Đấy. Cho nên thứ nhất là vải u hồng, mình khuyên các bạn, mình nghĩ là nên để nó cao to lớn, càng to cao to lớn bao nhiêu càng ổn định bấy nhiêu. Mình đã làm nhiều video chia sẻ vấn đề đặc điểm thực vật từng giống vải ấy. Đấy, mình đã chia sẻ với cái giống vải rồi. Bây giờ mình mời các bạn đi xem vườn mình cho đỡ nhàm chán. Vừa xem mình sẽ trình bày lại kỹ thuật khoanh. Thì về khoanh vải thì cái video trước mình đã trình bày rất chi tiết, nhưng bây giờ mình nói lại. Thì khoanh vải, thứ nhất chúng ta khoanh vải là để làm gì? Thì kỹ thuật khoanh thứ nhất là chúng ta phải khoanh sạch hết hai cái lớp vỏ bên ngoài, lớp vỏ ngoài cùng. Lớp vỏ ngoài cùng có tác dụng là để bảo vệ sâu bọ, tránh sâu bọ xâm nhiễm vào, sâu bệnh xâm nhập vào này. Thứ hai, để tránh nước, để ngăn cản nước từ trong ra cũng như nước bên ngoài vào. Cái tầng thứ hai là cái tầng ở tầng libe. Tầng libe có tác dụng dẫn truyền bột và đường từ trên lá xuống, hoặc mình có thể nói một cách ngắn gọn là dẫn truyền chất hữu cơ từ trên lá xuống. Và khoanh tiếp, đứt tiếp đường thứ ba, đó là tầng phát sinh. Thì khoanh vỏ này là khoanh đứt hết ba đường nhé các bạn nhé. Thứ nhất lớp vỏ ngoài cùng, thứ hai lớp libe, và cuối cùng là tầng phát sinh. Thứ nhất là kỹ thuật như vậy, thứ hai là tác dụng của khoanh vỏ. Thì khoanh vỏ như vậy nó sẽ ngăn cản cái quá trình vận chuyển đường và bột từ trên lá xuống. Khi đường và bột nó không di chuyển được xuống cái gốc để nuôi các bộ phận dưới cây thì nó tích trữ ở trên từ cái đường khoanh trở lên, hoặc mình gọi là tích trữ trên đường ở trên lá ấy. Và như các loại sách chia sẻ kỹ thuật về vải, người ta vẫn gọi là nhựa luyện đấy, để tích trữ trên lá. Và khi cái bột và đường nó không đi xuống dưới đất được, dưới gốc cây được, thì tích trữ trên đấy thì ở dưới nó ức chế, hạn chế cho cây rễ phát triển. Và rễ cũng hạn chế đưa nước lên trên để làm cho rễ cũng hạn chế phát triển và hạn chế hút nước. Thì tóm lại
Về tác dụng của khoanh vải là như vậy, tức là nó phải ngừng, hạn chế, ức chế quá trình phát triển của cây. Trong quá trình ngừng, ức chế quá trình phát triển của cây thì nó giúp cho cây vải đang từ phát triển, mình gọi là sinh thực, thì chuyển sang dinh dưỡng, là từ phát triển chuyển sang nuôi hoa, nuôi quả. Vậy chúng ta nắm được cái bản chất như vậy thì chúng ta làm như thế nào cho nó phù hợp? Vậy khi chúng ta đồng thời với khoanh vỏ để cho hạn chế quá trình phát triển của cây, thì chúng ta đồng thời với tạo khô hạn ở dưới cái đồng đất của cây trồng của mình, cây vườn gốc. Chúng ta tạo khô hạn bằng cách nào? Như chúng ta đã biết, ở trong miền Nam họ tạo khô hạn cho cây trồng bằng cách như này. Chúng ta biết là ở trong miền Nam họ làm liếp, để cho liếp thì cái liếp từ mặt đất xuống tới cái nước, mực nước liếp nó khoảng 60 phân. Thì tác dụng của nó là gì? Lúc nào cũng ổn định. Khi rễ cần nước thì nó xuống đấy lấy, và khi cũng không úng, có nghĩa là lúc nào mực rễ cũng ổn định từ mực đất 60 phân trở lại. Nhưng nếu trong cái mùa mà mùa cần làm quả, làm hoa làm quả, thì họ dùng, có thể họ dùng túi ni lông, bao ni lông họ che mặt đất để cho hạn chế tránh mưa. Thì đấy chính là tạo khô hạn. Vậy tạo khô hạn ở cái vải mình như nào? Thì ở miền Bắc cũng như chúng ta, mình chưa thấy ai làm vải mà chúng ta dùng túi ni lông che bao giờ cả. Chúng ta chỉ tạo khô hạn bằng cách là gì? Thứ nhất là do thiên nhiên, bởi vì là cuối thu, đầu đông và mùa đông thì thông thường là khô hạn, hanh khô. Cho nên cứ năm nào mà thời tiết càng hanh khô bao nhiêu thì vải càng được mùa bấy nhiêu. Vậy chúng ta tạo khô hạn bằng cách là chúng ta cày bừa. Thứ nhất, chúng ta nhìn vườn mình đây, rất nhiều cỏ rác, mình kệ nó nhé. Rồi tí mình sẽ nói về cỏ rác của vườn mình sau. Thì chúng ta tạo khô hạn bằng cách là chúng ta dọn sạch cỏ rác. Và mình thấy người lục ngạn mình đây hay dọn như sau. Họ quét sạch sau khi mùa đông đến và lộc cuối cùng đã xong, khoanh xong. Họ quét thật sạch cái vườn mình. Họ gom lại, họ đốt vứt đi. Còn mình thì mình không đốt các bạn ạ. Các bạn nhìn lại cái vườn của mình. Đây, mỗi một cây vải mình nó như một cái luống ấy. Mình làm hàng hàng ngang dọc. Thì mình chỉ quét sạch cỏ rác, mình đưa ra cái rãnh bên này. Cái rãnh bên này. Còn rãnh này nó hơi có nước, mình sẽ giải thích như sau. Bởi vì cái rãnh này là mình lấy đất trồng cây cảnh cho nó hơi sâu so với mọi khi. Hay là tự dưng hôm qua nhà mình tưới tưới cái tưới Vân Đạm ấy, thì vợ mình tưới hơi nhiều cho nó đọng một chút nước đây. Đấy, vậy chúng ta hãy dọn sạch cỏ rác thứ nhất nhá. Để tạo khô hạn, chúng ta dọn sạch cỏ rác trong cây ra. Để ra gọn trong bên ngoài, để cho tạo cái môi trường đất ở khoanh gốc nó khô hạn. Thứ nhất dọn này, thứ hai, sau khi chúng ta dọn xong, chúng ta dùng biện pháp là cày cuốc đứt rễ. Vậy cày cuốc đứt rễ nó có mấy tác dụng như sau. Thứ nhất là nó tạo khô hạn, bởi vì đến mùa đông đất nó đang khô rồi, mình cày đứt rễ ra nó càng khô hạn lên, nó càng tạo cho đất nó ải tơi xốp, khoáng khí. Ngoài tạo khô hạn này, đứt rễ này, à khoáng khoáng khí này, tơi xốp đất này, nó còn tác dụng là đứt rễ, cày đứt cái phần rễ tơ, phần hút chất dinh dưỡng. Đấy, đây chính là cách tạo khô hạn. Vậy khi lộc cuối cùng đã thành thục bánh tẻ, chúng ta khoanh xong để cản trở quá trình phát triển của cây, rồi chúng ta lại tiếp tục cuốc đứt rễ, cày cuốc đứt rễ tạo khô hạn, càng hạn chế quá trình trao đổi chất của cây để cho cây ngừng nghỉ. Vậy mình đã nói vấn đề thứ hai là tạo khô hạn rồi và tác dụng của khoanh vỏ rồi. Còn thời điểm chúng ta làm khoanh vỏ như thế nào? Từ những kinh nghiệm của mình không biết có phải không, nhưng các bạn thử tham khảo. Chúng ta nhìn vải như mình nhé, cái vải mình đây. Mình quay cái lô này là vải tươi đẹp, còn nhiều lô khác vải rất là ít lá. Nhưng mình thỉnh thoảng mình xem lại cái video cũ của mình thì vẫn chưa thấy các bạn xem lại cái video đấy, cái video cũ. Nhiều bạn vẫn nói, vẫn có ý kiến nhận xét là vải mình hơi ít lộc. Đúng rồi các bạn ạ, rất ít. Năm ngoái mình làm thế rất ít lộc, nhưng cuối năm 2019 vải mình như nào thì các bạn đã xem. Vải 2019 thì năm nay mình tỉa như vậy thật, trông rất ít lộc, lộc thật, nhưng mình chỉ cần hai lần lộc nữa các bạn sẽ thấy vải mình nó khác hẳn. Đấy. Thì chúng ta làm như thế nào? Miễn sao là đến thời gian mà trước khi ra hoa, khoảng 45 ngày, 50 ngày thì mình khoanh. Thì theo vẫn kinh nghiệm của mình, vải nhà mình đã ra hoa thông thường vào thời gian là tiết lập xuân. Nó không ổn định, nhưng nó cũng chỉ lệch một thời gian ngắn thôi. Vậy lập xuân ở mình đây chính là tháng 2 dương lịch. Và như năm 2019, đúng tiết lập xuân nó ra hoa các bạn ạ. Là ngày 28 Tết, là ngày mùng 2. 27 Tết là ngày mùng 1 tháng 2 dương lịch ấy, lúc đấy là trước Tết lập xuân khoảng 3 ngày.
thì mình đi thăm vườn năm 2019 nhá. Thì vải mình bắt đầu có dấu hiệu là nhú lập. Nó giống như kiểu này này các bạn nhìn nhá. Bạn nào xem lại video mà vải đã bắt đầu nhú hoa ấy, đúng như này. Nhú hoa và lập nó kèm nhau như này. Đấy, nhú hoa và lập kèm nhau này. Và 28 tức là mùng 2 tháng 2 trước lập xuân 2 ngày, mình quyết định mình mua cái chế phẩm à cái thuốc à cái phân bón lá mà dầu kali, đó là chính là 7544 của công ty Hợp Chí nhá. Mình phun một lần và kế hoạch của mình là đến mùng 5 Tết mình phun lần nữa. Nhưng mình phun xong cái 7544 vào thì một thời gian nó chuyển lọc, nó ức chế lọc, nó chuyển thành hoa rồi. Cho nên mình không phun lại nữa hã nữa mà mình cộng cả thuốc sâu vào. Mình nói lại, đấy, vậy thì vải nhà mình nó ra hoa vào lập xuân. Thì mình khoanh vải vào tiết đông chí, tức là 22 tháng 12. Và như các bạn xem lại video cũ của mình nhé, cái khu trong vườn và giữa vườn thì mình khoanh từ hôm 18, 19 đến 21, khoanh trong mấy hôm. Và mình phun đúng tiết, phun cái HPC đúng tiết đông chí. Thì vải cái phần trong vườn mình nó không được đẹp bằng vải vườn trúc hai ruộng. Vườn trúc hai ruộng mình khoanh vào 22, à từ 22, 22 mình phun xong này. 23, 24 mình khoanh hai ruộng vườn trúc trong 2 ngày. Và 24 mình phun thì cái vườn trúc và hai ruộng của mình ra đến tất cả các đầu cành. Vậy mình hãy tính cái thời gian khoanh nhá. Từ đông chí này đến lập xuân là 1 tháng rưỡi thì gọi là 45 ngày. Thì mình cứ tính khoảng độ khoanh vải trước lập trước khi ra hoa khoảng 40-50 ngày là thời gian khoanh đẹp nhất. Thế mình vừa trình bày xong các bạn thấy nhá. Thời gian khoanh này, kỹ thuật khoanh rồi, tác dụng rồi, thời gian mình khoanh mình đã tính rồi. Trước khi ra hoa 40-50 ngày là khoanh đẹp nhất. Còn khi khoanh xong mình lại trình bày đi trình bày lại. Nếu như mình đã khoanh xong cái vải của mình, ví dụ như lộc như này, là lộc này lộc bánh tẻ đẹp nhá, thế cái loại này ra quả đẹp rồi, hoặc cái lộc như này nó đang vừa nhú lộc này, thì chúng ta phun HPC vào thì cái thuốc HPC nó sẽ diệt cái này đi, nó rụng hoa. Có loại lộc non hơn, mình ví dụ như cái lộc nào như lộc này thì ra hoa rồi không sao cả, như lộc này cũng thế, nó vẫn ra hoa. Vậy thì khi mình khoanh xong mình phun HPC, cái loại lộc nó hơi vàng vàng thì nó dài nhanh, cái loại lộc non quá những lộc như này thì có thể nó rụng. Đấy, mình sẽ nêu lại tác dụng của HPC thì chắc các bạn xem lại cái video khoanh kỹ thuật khoanh khoanh vỏ phải phần 1 nhá. Vậy thì đến thời gian trước khoảng 40-50 ngày chúng ta khoanh xong thì chúng ta đồng loạt chúng ta phun HPC. Lá già thì nó không ra được lộc. Còn lá non gần thành thục bánh tẻ thì nó thành thục nhanh. Còn lá non quá thì nó rụng lộc. Và tất cả các loại lộc lá, lá già, lá non, lá bánh tẻ, lá vừa nhú lộc, nếu nó sau 45 ngày sau nó đều ra hoa hết các bạn ạ. Cho nên mình không làm khoanh theo cây. Ví dụ mình không khoanh theo cây, mình không mang cái đồ khoanh ra vườn mình nhìn cây nào lá bánh tẻ thì mình khoanh, cây nào lá chưa non mình đợi, mà mình khoanh theo thời gian. Mình khoanh trước ra hoa 40-50 ngày. Đấy. Khoanh xong mình sẽ cày phun HPC rồi cày cuốc vân vân. Còn để đảm bảo hơn thì chúng ta khoanh xong. Ví dụ trước khi ra hoa khoảng độ 20 ngày thì chúng ta lại bón phân. Ví dụ như hay chẳng hạn như mình khoảng độ cứ gọi là tháng đầu tháng 2 ra hoa thì mình khoảng độ 20, 15 20 tháng giêng thì mình bón phân. Phân của mình bón lúc này chỉ là lân đơn và một chút kali. Ví dụ như là 3 lân một kali chẳng hạn. Đấy, ví dụ hết rồi, mình đã trình bày hết chia sẻ của mình rồi. Thì các bạn cứ căn cứ vào đây là kinh nghiệm của riêng mình nhé. Còn các bạn tùy các bạn ở địa phương khác vải các bạn ra hoa thời gian nào thì các bạn cứ căn cứ vào cái thời gian đấy mà làm sao cho phù hợp. Còn ngoài ra mình vẫn có ý kiến như sau, chia sẻ với anh em như sau. Các bạn cứ làm theo kinh nghiệm của các bạn trước đã, bởi vì mỗi một vùng đất, mỗi một vườn cây, mỗi một gia đình có cách chăm sóc nó khác nhau. Cho nên cũng có cách làm khác nhau. Cho nên mình không thể mang mình áp dụng ra mọi cùng. Chúng ta không nên theo một quy trình riêng của ai cả. Mình làm dần, mình thực hành dần. Rồi sau mình đưa ra một quy trình của riêng mình. Để mình làm sao cho phù hợp nhất. Thôi tạm thời mình chia sẻ như vậy. Còn các bạn cái chuyện vấn đề vườn tược, cỏ rác thì mình sẽ làm trong nhiều video khác rồi. Thôi, mình chia sẻ như vậy thôi nhá. Nếu thấy video mình có ích, các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình. Chúc các bạn làm tiếp một lượt lộc thật đẹp.
lần lộc quế, lần lộc nuôi hoa nuôi quả thật là tốt, đủ lộc đủ lá để sang năm chúng ta thu được một vụ hoa đẹp, vụ quả đẹp, bán được thật nhiều tiền. Chúc các bạn buổi chiều vui vẻ hạnh phúc.